Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tiếng Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Sau khi gần như đã đạt được thỏa thuận với Frank Lampard, Chelsea đã nhanh chóng tiến hành đàm phán gia hạn với một loạt sao trẻ. Chỉ không lâu sau khi được Derby chính thức cho phép tiến hành đàm phán với Chelsea về việc tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo mà Sarri để lại tại Stamford Bridge, Lampard cũng đang nhanh chóng tiếp xúc với lãnh đạo The Blues để thảo luận về những điều khoản cuối cùng giữa hai bên. Được biết, hợp đồng giữa Lampard và Chelsea cơ bản sẽ có giá trị lên tới 16,5 triệu bảng và kéo dài trong 3 mùa giải. Bên cạnh đó, một vài nguồn tin khác cũng cho biết, trong thỏa thuận đạt được, Chelsea đã đồng ý sẽ không sa thải cựu tiền vệ người Anh trong vai trò mới trong ít nhất một mùa giải dù kết quả đội bóng đạt được là thế nào đi chăng nữa. Ngay sau khi gần như đã đạt được thỏa thuận với Frank Lampard, Chelsea đã nhanh chóng tiến hành đàm phán gia hạn với một loạt sao trẻ như Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Reece James. Trong số này đáng chú ý nhất phải kể đến Mason Mount, cầu thủ từng giữ một vai trò rất quan trọng tại Derby dưới sự chỉ đạo của Frank Lampard trong khoảng thời gian thi đấu dưới hình thức cho mượn. Còn Ruben Loftus-Cheek là một cái tên để lại không ít những dấu ấn dưới thời huấn luyện Sarri, trong khi James cũng đã có tới 45 trận trong màu áo Wigan mùa trước. Các cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định thành bại của Chelsea mùa tới, khi The Blues đã phải nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA, trong khi ngôi sao quan trọng nhất đội hình là Hazard thì đã đầu quân cho Real Madrid. Tiền vệ người Uruguay đã đích thân đập tan những tin đồn xung quanh tương lai của mình. Sau mùa giải 2018-2019, Arsenal đang đứng trước nguy cơ tổn thất lực lượng nặng nề khi phải chia tay hàng loạt trụ cột. Aaron Ramsey chính thức chuyển sang Juventus theo dạng tự do, trong khi đó Petr Cech cũng giải nghệ và trở lại Chelsea để gia nhập thành phần ban lãnh đạo. Chưa dừng lại đó, The Gunners có lý do để lo lắng khi phía AC Milan lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Lucas Torreira. Đích thân huấn luyện viên Marco Giampaolo đã đánh tiếng muốn tái ngộ với cậu học trò cũ tại sân San Siro. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1996 mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Không có ai của AC Milan liên hệ với tôi. Hôm nay tôi vẫn ở Premier League và hạnh phúc cùng Arsenal. Phải tốn khá nhiều thời gian để thích nghi và không phải dễ dàng gì. Nhưng tôi chỉ nghĩ về câu lạc bộ này. Thật hạnh phúc khi được có mặt ở đây, cầu thủ 23 tuổi tiết lộ. Động thái từ phía cựu sao Sampdoria sẽ chấm dứt mọi hy vọng của Rossoneri trong thương vụ này. Trước đó, Transfer Mediaset cho biết người đá thành Milan sẵn sàng đề nghị hợp đồng mượn 2 năm với giá 7 triệu bảng. Tuy nhiên, pháo thủ một đối tác phải mua đứt với giá 34 triệu bảng vào năm sau. Thời điểm hiện tại, Lucas Torreira vẫn đang tập trung cùng các đồng đội thi đấu tại Copa America 2019. Vào ngày 30 tháng 6 tới đây, đội tuyển Uruguay sẽ giáp mặt với Peru trong trận tứ kết. David Silva đã ấn định thời điểm chia tay sân Etihad và theo những thông tin mới nhất, Man City muốn người thay thế anh là tiền vệ đồng hương Isco. Mùa giải 2019-2020 sẽ là mùa bóng cuối cùng David Silva khoác áo Man City. Lão tướng người Tây Ban Nha xác nhận anh sẽ chia tay sân Etihad sau 10 năm gắn bó và ngay từ bây giờ, The Citizen đã phải bắt đầu tìm kiếm người thay thế xứng đáng. Isco, ngôi sao người đồng hương đang thất sủng ở Real Madrid thêm một lần nữa, lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Pep Guardiola. Theo Marca, Pep Guardiola đã chấm Isco và tin rằng anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để lấp vào khoảng trống David Silva để lại. Kỹ thuật, khả năng sáng tạo cũng như đẳng cấp của ngôi sao 27 tuổi đã được kiểm chứng và đây cũng không phải là lần đầu Man City của Pep để mắt đến phù thủy người Tây Ban Nha. Thực tế Man City đã quan tâm đến Isco từ lúc Pep mới về sân Etihad. Tuy nhiên thời điểm đó tiền vệ này vẫn là báu vật của Real. Dù vậy mọi thứ đã dần thay đổi trong khoảng 2 năm trở lại đây. Isco dù vẫn được huấn luyện viên Zidane đánh giá cao nhưng không còn nằm trong diện không thể đụng đến. Real đã bỏ ra hơn 300 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay và nếu muốn tiếp tục theo đuổi Pogba, họ sẽ phải bán bớt. Đây là cơ hội cho Man City nếu họ thực sự quyết tâm. Theo Marca, dù Isco đang có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 700 triệu euro, nhưng Los Blancos sẽ gật đầu nếu có đối tác, chồng lên bàn đàm phán 80 triệu euro. Bản thân tuyển thủ Tây Ban Nha cũng sẵn sàng rời Bernabeu để tránh cảnh mài đúng quần trên ghế dự bị, nhất là khi Euro 2020 chỉ còn gần một năm nữa sẽ khởi tranh. Quyết định giờ thuộc về Man City, nếu thật sự muốn sở hữu Isco, đây sẽ là thời cơ không thể tốt hơn dành cho nhà đương kim vô địch. Như đã đưa tin, Antoine Griezmann là một trong mục tiêu hàng đầu của Barcelona mùa hè 2019. Bản thân siêu sao người Pháp cũng được truyền thông quốc tế đồn đoán khả năng gia nhập đội chủ sân Camp Nou là rất lớn trong bối cảnh thượng tầng Blaugrana từng ra sức chiêu mộ Griezmann mùa hè năm ngoái. Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn chưa thể rõ ràng khi có nguồn tin cho rằng phòng thay đồ Barca không chào đón Griezmann, dẫn đến việc thương vụ này rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, những động thái mới nhất được đăng tải từ báo chí Tây Ban Nha biểu hiện rõ Griezmann sẽ cập bến đội bóng xứ Catalan trong thời gian tới. Cụ thể, theo Mundo Deportivo, huấn luyện viên Ernesto Valverde rất muốn thượng tầng Barcelona sớm ký hợp đồng với Antoine Griezmann. Vì chiến lược gia 55 tuổi, ủng hộ sự xuất hiện của nhà vô địch thế giới 2018 tại Camp Nou và tin tưởng vào khả năng tỏa sáng của ngôi sao này.
Thêm nữa, Griezmann là phương án chia lửa ghi bàn hiệu quả với Luis Suarez, người đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu tuổi tác với những chấn thương ở mùa giải trước. Trong những diễn biến khác, Neymar cũng là một siêu bom tấn khác có khả năng hội ngộ với Barcelona ngay mùa hè năm nay. Dù Paris Saint-Germain đòi hỏi mức phí chuyển nhượng rất cao, tuy nhiên nếu thật sự muốn có Neymar, thượng tầng Barca sẽ làm mọi cách để đưa chân sút người Brazil trở về Tây Ban Nha. Barcelona muốn thanh trừng một vài cái tên để dọn đường cho Neymar trở lại Camp Nou trong mùa hè này, để có thêm kinh phí phục vụ chiêu mộ những ngôi sao lớn trong mùa hè này, cũng như dọn cỗ để con trai cưng Neymar trở lại Camp Nou. Ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định bán tiền đạo Ousmane Dembélé. Nguồn tin từ tờ El Mundo Deportivo cho biết, gã khổng lồ xứ Catalan sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào cho cầu thủ trẻ người Pháp. Kể từ khi cập bến Barca, ngôi sao 22 tuổi thường xuyên dính những chấn thương nặng và vi phạm kỷ luật. Điều này khiến anh không thể có được màn trình diễn xuất sắc nhất trong màu áo sọc đỏ xanh. Mặc dù trước đó, chủ tịch câu lạc bộ Josep Maria Bartomeu từng tuyên bố với người đại diện của Dembélé rằng Barca sẽ trông cậy vào tiền đạo người Pháp rất nhiều ở những năm tới. Tuy nhiên, với việc Neymar đang khao khát trở lại mái nhà xưa, nhiều khả năng cầu thủ sinh năm 1997 chỉ còn là người thừa trong kế hoạch phát triển của Blaugrana. Được biết, Bayern Munich đang cố gắng tìm cách tiếp cận Dembélé. Họ xem anh như phương án dự phòng nếu quá trình chiêu mộ Leroy Sané từ Manchester City gặp trục trặc. Tờ Mundo Deportivo còn tiết lộ rằng không chỉ Dembélé, ngay cả Philippe Coutinho cũng sẽ được thượng tầng Barca cân nhắc bán ngay trong mùa hè này, bởi họ cho rằng sự góp mặt của Neymar trong đội hình mùa tới hoàn toàn có thể khỏa lấp khoảng trống của cả hai ngôi sao này. Đội chủ sân Anfield đã thấy trước viễn cảnh sẽ mất ngôi sao số 1 của đội bóng. Công cuộc cải tổ đội hình của Real Madrid của Zinedine Zidane vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Năm bản hợp đồng đầu tiên cập bến Santiago Bernabeu thì có đến 3 gương mặt đáng chú ý là Eden Hazard, Luka Jovic và Florian Mendy. Bấy nhiêu vẫn là chưa đủ với tham vọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong bối cảnh thượng tầng Nhà Trắng mong muốn câu lạc bộ sớm quay lại với đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng. Bởi thế, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng được Real chiêu mộ. Mohamed Salah là ví dụ điển hình. Mẫu cầu thủ tấn công đầy biến hóa như Mohamed Salah rất được huấn luyện viên Zidane ưa chuộng. Thực tế, nhiều nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha cũng từng đưa tin phía Los Blancos đã liên hệ với Liverpool cho thương vụ chuyển nhượng ngôi sao người Ai Cập. Theo Football London, Liverpool ý thức được việc Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ rời câu lạc bộ ngay hè 2019. Đội chủ sân Anfield đã chuẩn bị bước đi tinh thần và đang tìm kiếm những mục tiêu khác để thay thế. Nicolas Pepe là sao trẻ được Liverpool nhắm đến để thay thế Mohamed Salah. Nếu chiếc rẻ vàng ngoại hạng Anh hai mùa giải liên tiếp quyết định rời thành phố cảng vùng Merseyside, rõ ràng khi đã có Eden Hazard mà nay lại muốn chiêu mộ luôn Mohamed Salah, Real Madrid đang cho thấy tham vọng rất lớn từ mùa tới. Mức phí chuyển nhượng của Mohamed Salah vào khoảng 135 triệu bảng, theo Transfermarkt. Manchester United đang gặp rất nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm một trung vệ chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh những ngôi sao hàng thủ hiện tại ngoại trừ Victor Lindelof đều không thể khiến ban lãnh đạo Quỷ Đỏ yên tâm. Được biết, họ từng đánh tiếng muốn chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City. Tuy nhiên, việc đội chủ sân King Power hét giá cầu thủ 26 tuổi lên đến 100 triệu bảng khiến Manchester ngay lập tức từ bỏ thương vụ này để hướng đến những mục tiêu khả dĩ hơn. Theo nguồn tin từ tờ El Mundo Deportivo, Quỷ Đỏ đang muốn tiếp cận trung vệ thuộc biên chế Barcelona, Samuel Titi. Ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ 5 tháng mùa trước vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá là một trong cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình. Ngôi sao sinh ra ở Cameroon từng có khoảng thời gian thi đấu cực kỳ ăn ý với Gerard Piqué. Tuy nhiên, anh lại buộc phải nhường vị trí chính thức vào tay người đồng hương Clément Lenglet vì những chấn thương ly triền miên. Và ở giai đoạn cuối mùa giải, mặc dù đã hoàn toàn bình phục nhưng Umtiti vẫn không thể lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện Blaugrana. Trong những tháng gần đây, việc Barca thực hiện động thái muốn chiêu mộ Matthijs de Ligt từ Ajax lại khiến tương lai của trung vệ người Pháp trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan đã bị Juve đánh bật khỏi thương vụ này. Vì vậy, nhiều khả năng Umtiti sẽ được giữ lại câu lạc bộ để dự phòng cho lão tướng Piqué. Nhưng Man United chắc chắn không vì điều đó mà từ bỏ việc đưa cầu thủ 25 tuổi về Old Trafford. Quỷ Đỏ đang rất cần một trung vệ đẳng cấp để đảm bảo sự vững chắc nơi hàng phòng ngự mùa tới, và ngôi sao người Pháp chính là lựa chọn khả dĩ nhất với họ lúc này. Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể xem như là động thái trả đũa mà MU muốn dành cho Barca sau khi đội bóng xứ Catalan gửi lời đề nghị chiêu mộ tài năng sáng giá Lindelof cách đây vài ngày. Về hậu vệ tân binh Wan-Bissaka có thể tham dự chuyến du đấu hè 2019 với MU hay không phụ thuộc vào buổi kiểm tra y tế trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6. Theo báo chí Anh, MU đã chi ra 50 triệu bảng để sở hữu Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Cầu thủ 21 tuổi sẽ nhận mức lương 80-90.000 bảng mỗi tuần, cao hơn nhiều so với những gì đang nhận ở câu lạc bộ cũ. Vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6, Wan-Bissaka sẽ kiểm tra y tế trước khi ra mắt đội bóng mới. Fan hy vọng Wan-Bissaka sẽ cùng đội nhà tham dự chuyến du đấu tại Australia vào tháng 7 tới.
Tuy nhiên, việc Wan-Bissaka có thể tham dự chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới 2019-2020 cùng MU hay không phụ thuộc nhiều vào buổi kiểm tra y tế kia. Sau khi mùa giải 2018-2019 hạ màn, Wan-Bissaka lập tức bị gọi lên tập trung cùng đội U21 Anh tham dự vòng chung kết U21 châu Âu được tổ chức tại Italia. May mắn cho Quỷ Đỏ khi U21 Anh sớm phải dừng bước ở vòng bảng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Wan-Bissaka sẵn sàng hội quân cùng MU vào đầu tháng tới. Điều quan nhất với Wan-Bissaka vào lúc này là được nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất. Thông thường, các cầu thủ được nghỉ ngơi từ 1 tháng hoặc hơn thế trước khi quay lại câu lạc bộ. Một vài nguồn tin cho hay, Wan-Bissaka sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi hoàn tất mọi thủ tục với đội chủ sở Old Trafford. Dự kiến anh sẽ có một trận ra mắt MU khi đội nhà đối đầu với Tottenham vào ngày 25 tháng 7. Lịch du đấu hè 2019 của MU: ngày 13 tháng 7, MU gặp Perth Glory; ngày 17 tháng 7, MU gặp Leeds United; 6:30 ngày 20 tháng 7, MU gặp Inter Milan; 6:30 ngày 25 tháng 7, Tottenham gặp MU; 1:00 ngày 31 tháng 7, Kristiansand gặp MU; 23:30 ngày 3 tháng 8, MU gặp AC Milan. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.